Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin công nghệ nhanh nhất và tìm hiểu những cái bài viết chuyên sâu về thế giới công nghệ thì có thể ghé thăm website chính thức của The Basel, có tên gọi thepixel.vn. Link của website thì mình sẽ để trong phần mô tả của clip. Xin chào các bạn và đây là chiếc Oppo Find X3 Pro nhưng nó đã được nâng cấp lên ColorOS 12 và tất nhiên là phiên bản quốc tế. Và đây là cái phiên bản beta mình đã sử dụng được khoảng tầm là một tháng rồi. Vậy thì với ColorOS 12 bên nhà Oppo sẽ nâng cấp tại thị trường Việt Nam những sản phẩm nào được lên thời gian lên như thế nào và đặc biệt là ColorOS 12 trải nghiệm của nó mang lại cho người dùng sẽ khác biệt gì so với là ColorOS 11 thì trong video ngày hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ cho các bạn so sánh cho các bạn giữa ColorOS 11 và ColorOS 12 Trước tiên thì chúng ta sẽ phải nhìn lại về phần giao diện ở trên Color 11 và Color 12. Thì bạn thấy rằng là nó sẽ không có quá là nhiều những sự khác biệt lắm đâu. À, nó sẽ có một vài những cái điểm khác biệt liên quan tới cái màu sắc của icon thôi. Ví dụ các bạn có thể thấy rằng là cái icon điện thoại hay là cái icon À, tin nhắn thì bây giờ cái màu nó đã chuyển hẳn sang là màu xanh lá cây luôn rồi. đó các bạn thấy rất là rõ ràng luôn ha. còn một một vài những cái icon khác thì nó cũng sẽ tương tự như vậy. À, ở một vài những cái giao diện ví dụ như là cái giao diện gọi điện thoại này, các bạn có thể thấy rằng nó sẽ có những gì khác biệt không ạ? À? đó chính là bên nhà OPPO họ đã suy nghĩ tới cái trải nghiệm của người dùng nhiều hơn. Các bạn thấy rằng là ở trên Color 11 á thì nó sẽ hiển thị ở cái phần điện thoại và danh bạ ở phía bên trên đúng không? Và tất nhiên rồi, nếu mà hiển thị phía trên á với một cái điện thoại mà kích thước tỷ lệ màn hình dài rất khó để chúng ta có thể là sử dụng bằng một tay thì với lên Color S12 nó đã được chuyển xuống phía dưới như thế này rồi, cho nên là cái quá trình khi mà mình sử dụng á thì nó vô cùng là tiền lợi đó, click vào qua và bên cạnh đó nữa thì cái sự màu mè ở trên S nó đã được giảm bớt đi tương đối là nhiều đó, này các bạn thấy rằng bên này thì nó sẽ hơi màu mè đúng không, nó tươi tắn hơn, còn với ColorOS 12 thì mình thấy rằng là đã mang đến cho người dùng một cái giao diện nhìn nó bớt màu mè, đó là cái điểm mà rất nhiều người dùng mong chờ ngày càng được tối giản hơn trên những chiếc smartphone của chúng ta thì bây giờ oppo đã mang được cái điều này đến cho người dùng còn khi mà chúng ta nhìn ở phía bên trên đây các bạn hãy nhìn vào ở phía bên trên này thì nó cũng chỉ có một vài những cái thay đổi liên quan tới từ hình vuông mà sang hình tròn thôi nó cũng sẽ không có sự thay đổi gì quá là đáng kể và nổi bật cả à cái sự nổi bật nhất thì có lẽ là họ sẽ thêm một cái phần đó là đầu ra phương tiện cái này thì mình đã thấy ở trên rất là nhiều những cái giao diện ví dụ như one ui này hoặc là ios ấy, thì chúng ta đã có rồi nhưng mà bây giờ oppo thì bây giờ họ mới mang cái đầu ra phương tiện gắn lên ở trên cái giao diện coloros 12 và mình cũng rất là yêu thích cái tính năng này bởi vì sao bởi vì đôi lúc á kiểu như là mình kết nối nó với xe ô tô á thì đôi lúc mình muốn là chuyển ngay lập tức sang với cái loa điện thoại thôi thì mình tìm rất là khó khăn ở trên những chiếc điện thoại Oppo, còn bây giờ thì nó đã dễ dàng hơn rất là nhiều, có trực tiếp ở trên cái thanh công cụ rồi, còn ở bên phần trong giao diện cài đặt thì các bạn cũng sẽ thấy cái sự thay đổi ở đây những cái icon ở phía bên trái của Color S11 các bạn có thể thấy rằng là nó sẽ thứ nhất là nó sẽ không có viền bên ngoài và thứ hai là nó sẽ đa màu sắc đúng không? Cái này nó sẽ liên quan tới cái trải nghiệm của các bạn thôi, các bạn sẽ thích kiểu giao diện như thế nào. Còn với Color S12 thì mọi thứ đã được làm thêm một cái viền bên ngoài dưới góc nhìn của mình thôi nha. Thì mình thích cái Color 12 ở điểm là nó đồng một cái màu như thế này Khi mà chúng ta nhìn vào nó không bị kiểu như là bị loạn lên á Còn với bạn Khang Editor thì bạn lại thích cái giao diện kiểu như là ở trên Color 11 Thì cái này nó sẽ liên quan tới giao diện cái góc nhìn của mỗi người Dưới góc độ cá nhân của mình nha Mình thích cái Color 12 nhìn như thế này Chúng ta nhìn vào nó sẽ cực kỳ là trực quan Bây giờ bên nhà Oppo họ đã tối ưu hóa lại tương đối là nhiều Về cái phần là giao diện làm thế nào để trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng á Nó sẽ trở nên là đơn giản hơn rất là nhiều, đặc biệt là với những người mà không rành về công nghệ. Chúng ta cần tìm kiếm nhanh thì dưới góc độ cá nhân của mình nha. Collet 12 nó đã được tối giản đi tương đối là nhiều và khá là ok. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ phải nhìn vào cái phần là giao diện camera. Đó, giao diện camera ở trên cái Collet 11 á thì các bạn thấy rằng là nó cũng sẽ không có viền đâu mình thấy rằng là rất nhiều bạn khi mà sử dụng những chiếc máy đến từ Oppo thì các bạn hay than phiền là à, không biết là bây giờ nó ở tính năng chụp ảnh nào bởi vì rất là khó để nhìn thì đây bây giờ bên nhà Oppo họ đã thêm cái viền bên ngoài ví dụ như là ảnh này thì đã sẽ có thêm một cái viền trắng các bạn sẽ dễ dàng để có thể là sử dụng hơn hoặc là cái chế độ khi mà chúng ta chụp ở cái độ phân giải cao ví dụ như là 50 pixel thì đây các bạn thấy rằng là nó đã được hiển thị trực tiếp ở phía trên Ờ, của cái màn hình rồi cho nên là các bạn hoàn toàn có thể là chuyển đổi rất là linh hoạt cho cái quá trình mà chúng ta chụp ảnh con với ColorOS 11 á thì nó sẽ không được tích hợp sẵn thì nhìn vào nó cũng sẽ có một cái chút chỉ đó nó hơi khó chịu đối với những bạn nào mà không rành về cái vấn đề chụp ảnh và đặc biệt là chụp ảnh độ phân giải cao đúng không? Còn À, khi mà chúng ta chuyển qua với cái tính năng là quay video thì sẽ thấy ngay một vài những cái điểm khác biệt. Đó là gì? Ví dụ như các bạn muốn quay video xóa phông đi thì ở trên cái xóa phông của Color 11 á nó sẽ là một cái nút chấm như thế này này. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy rằng là đã được di chuyển xuống nó giống như kiểu là một cái ống kính Và các bạn có thể là thay đổi cái phần là tiêu cự mạnh hoặc là yếu Còn ở phía bên trên thì nó đã được rút ngắn đi rồi Nó chỉ còn khoảng tầm là 5 icon thôi Còn ở phía ở trên Color 11 á, thì nó lên tới 6 icon Đôi lúc thì các bạn cũng sẽ hơi bị rối một tí xíu Và bên cạnh đó nữa một cái thứ mình thấy rất là hay ở đây là gì Đó là bên nhà Oppo họ đã mang cái việc mà chúng ta thay đổi cái độ phân giải khi mà quay video trực tiếp mình rất ghét cái color cũ là gì là chúng ta sẽ phải nhấn vào như thế này nó rất là khó chịu nhưng mà ở trên cái color mới á thì các bạn có thể là chuyển đổi cái độ phân giải cực kỳ là linh hoạt trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó khi mà chúng ta chuyển qua với tính năng chụp ảnh chân dung á thì với những chiếc máy nào mà có ống kính tele đúng không thì chúng ta sẽ có thêm cái tùy chọn một là các bạn sẽ chụp xóa phông bằng cam chính hai là chúng ta sẽ chụp xóa phông bằng cái camera tele đó cũng sẽ là một điều rất là hay và thú vị và một điểm nữa mình thấy rằng bên nhà oppo họ đã mang đến một cái sự kiểm soát rất là tốt dành cho người dùng là gì? Các bạn có thể thấy rằng là khi mà chúng ta bật camera phía trước á, thì ngay lập tức sẽ có một cái màu xanh hiện thị lên ở phía trên để giúp cho người dùng biết rằng là khi nào cái camera này đang hoạt động. Thậm chí nha, một vài những trường hợp khi mà Facebook nó tự kiểu như là mình chưa có kịp nhấn vào cái phần camera thì nó đã hiện, nó đã truy cập vào thì mình phát hiện ra là cái đề này nó tự động báo cho chúng ta rằng là Facebook đang sử dụng camera của chúng ta. Và bên cạnh thông báo rằng là camera của chúng ta đang hoạt động như thế nào thì với cái đèn thông báo trạng thái ở đây này, nó sẽ có thêm một vài những tính năng khác. Ví dụ như khi các bạn quay màn hình nó cũng sẽ thông báo cho các bạn. Thứ hai là nếu sử dụng micro á, ví dụ như những ứng dụng nào sử dụng micro thì nó cũng sẽ thông báo một cái nút xanh ở đây để các bạn có thể là dễ dàng theo dõi nha. Đây là một cái tính năng mình nghĩ rằng là rất hữu ích dành cho những bạn nào mà các bạn muốn có cái sự riêng tư á thì đó sẽ có thêm một cái tính năng rất hữu ích trong thời gian sắp tới. Và ngoài những cái sự thay đổi trên thì ở trong cái tính năng game mod bên nhà OPPO cũng đã có sự thay đổi giữa Color 11 và Color S 12 các bạn ạ. À. Thứ nhất là bên nhà OPPO họ cũng chia sẻ rằng là với cái tính năng game mod mới thì sẽ mang đến một cái trải nghiệm chơi game mượt hơn này, tiết kiệm pin hơn này, rồi là họ sẽ mang đến một cái khả năng tối ưu hóa RAM CPU GPU một cách là tốt hơn. Những đó là cách mà họ nói thôi đúng không? Còn bây giờ chúng ta sẽ phải nhìn vào trải nghiệm thực tế của mình trong mấy ngày qua thì như thế nào Công nhận là khi mình sử dụng ở trên cái vị xử lý Snap gần 888 trước đây nha thì khi mà mình sử dụng á thì ngay lập tức nó sẽ bị nóng lên tương đối là nhanh các bạn ạ Nó sẽ nóng lên khá là nhanh nhá Nhưng mà với color 12 thì cái vấn đề mà nó nóng lên nhanh Nó đã được giảm bớt đi Đó là cái trải nghiệm thực tế khi mà mình sử dụng ở trên color S12 Và bên cạnh đó nữa thì khi mà mình sử dụng cái color 12 Mình thấy rằng là cái khả năng tiết kiệm pin của nó cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi Trước á, thì với chiếc Oppo Fire X3 Pro mình đã từng đánh giá các bạn rồi là nó rất khó để có thể là sử dụng một ngày Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ có cái thời gian trải nghiệm pin tốt hơn Tất nhiên là nó cũng không phải là quá wow lắm đâu Nhưng mà để so với Color 11 cũ ở trên cái chiếc Fire X3 Pro thì nó đã tốt hơn khoảng tầm là 1 cho tới là 2 tiếng rồi các bạn ạ à. Rồi chúng ta sẽ nói về cái phần Game Mode đi Đây các bạn có thể thấy rằng là khi mà mình vuốt ở cái phần Game Mode ra á các bạn có thể thấy được là những gì không ạ? À? Có một điểm mà chắc chắn rất nhiều bạn chơi game PUBG hoặc là những cái tựa game dạng sinh tồn các bạn sẽ cực kỳ hài lòng đó chính là nó sẽ cho phép các bạn là tinh chỉnh độ sáng nha. Đó, chúng ta sẽ có thanh tinh chỉnh độ sáng này. PUBG là một cái tựa game mà suốt ngày nó làm cho cái độ sáng màn hình của chúng ta đôi lúc nó bị giảm xuống, nhìn vào rất là khó chịu. Ở trên rất là nhiều những chiếc máy kể cả iPhone cũng vậy thì thường xuyên nó kiểu là bị giảm độ sáng chúng ta cực kỳ là khó chịu. Nhưng với Color 12 Oppo đã rất thông minh Họ tích hợp sẵn cái tính năng này luôn. Các bạn có thể là thoải mái kéo độ sáng maximum tùy thuộc luôn vào cái trải nghiệm của bạn. Đó là một cái điểm mà mình rất là thích ở trên Color 12 khi mà chúng ta chơi game. Và bên cạnh đó nữa thì khi mà các bạn vuốt sang như thế này này. Các bạn vuốt sang nha sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có thêm một vài những cái tính năng khác ví dụ như là khóa xoay màn hình này đó là điểm thứ nhất và thứ hai các bạn có thể là cho phép những cái ứng dụng nào có thể thông báo được cho các bạn và các bạn có thể là tinh chỉnh được này đó thêm bớt bất kỳ một cái ứng dụng nào đều được cả nha đó, hay không, hay không Ở trên Color 11 làm gì có cái tính năng này đâu Nhưng trên Color S12 nó đã có được cái tính năng này Và đó là cái thứ mà mình cảm thấy khá là hài lòng ở trên Color S12 Và ngoài những sự thay đổi mà mình vừa chia sẻ trên á Thì ở trên cái giao diện Color S12 bên nhà Oppo cũng sẽ thông báo rằng Họ sẽ tung thêm một vài những cái tính năng khác vào trong những cái phiên bản cập nhật trong thời gian sắp tới Và một trong những cái tính năng mình cực kỳ mong chờ đó chính là kết nối với PC. Bên nhà Oppo họ sẽ phát triển một cái ứng dụng riêng để giúp cho người dùng có thể là kết nối chiếc điện thoại Oppo với laptop Windows một cách là đơn giản hơn, tốc độ truyền dữ liệu cũng ok hơn và thậm chí các bạn hoàn toàn có thể là xuất toàn bộ hình ảnh này ở trên cái giao diện Color lên trực tiếp trên màn hình Windows, màn hình là máy tính Windows một cách cực kỳ đơn giản. Đó rất nhiều những tính năng mới sẽ được OPPO tung thêm trong những cái phiên bản beta ha về những cái sản phẩm được bán chính hãng ở Việt Nam mà được nâng cấp lên Coloros 12 thì The Pixel đã có sẵn một cái bài viết mình sẽ để đường link ở trong bài viết nha về thời gian được nâng cấp lên á thì mình sẽ để trong cái bài viết đó luôn các bạn hoàn toàn có thể click vào đó để xem thử là những chiếc máy của chúng ta sẽ được update vào thời điểm nào còn với những bạn nào mà đã trải nghiệm cái Coloros 12 này rồi các bạn có những suy nghĩ gì thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Giờ thì bye